Tại vùng này, hầu như đến nhà nào cũng nghe thấy những âm thanh hết sức giống nhau. Tiết kiệm thời gian, giảm công lao động, tiết kiệm tiền mua thức ăn chăn nuôi đang tăng lên chóng mặt, tiết kiệm công đun nấu, củi lửa, khói bụi gây ô nhiễm môi trường, tận dụng nguồn thức ăn xanh tự nhiên. Đó chính là chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng mà hầu như nhà nào ở đây cũng có. Thay vì ngồi băm chặt, đun nấu cả buổi, dù chỉ nuôi vài con lợn hay đàn vịt, ngan gà vài chục con, thì chỉ cần với chiếc máy nhỏ nhất cũng chưa đầy 3 phút là xay được một mẻ từ 13 đến 15 kg thức ăn hỗn hợp, chi phí điện chỉ mất khoảng 200 đồng. Có chiếc máy này, chỉ cần một người lao động là nuôi được cả 100 con lợn, gà, ngan, vịt, ao, cá một cách dễ dàng. Nhà anh Vũ Văn Đầu, thôn 1, xã Điền Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với 13 con lợn 20 kg, trong đó có 3 lợn nái, 1 đàn gà. Số lượng chăn nuôi tuy không nhiều, nhưng nếu phải ngồi băm bèo, chuối và đun cám, thì cũng phải một người làm cả buổi mới xong được nồi cám. Nhưng từ khi có cái máy này, tất tần tật chỉ chưa đầy 15 phút là xong cả. Nhà anh Phạm Văn Cẩn, tại khu 1, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, mới phát triển mô hình VAC này sau khi mua máy. Chứ ngày trước, hai vợ chồng làm cật lực cũng chỉ nuôi chưa đến 50 con các loại. Hiện nay, tổng đàn lợn, gà, vịt, ngan lên đến 2.000 con và thêm cả một ao cá. Nhưng hai vợ chồng anh túc tắc làm hàng ngày, khá nhàn, vẫn làm đồng và các việc khác được. Và còn rất nhiều hộ chăn nuôi khác cũng đang sử dụng chiếc máy này hàng ngày. Không chỉ như vậy, nhờ có chiếc máy này mà bà con nơi đây còn có thêm rất nhiều loại nguyên liệu được đưa vào sử dụng, làm phong phú thêm nguồn dinh dưỡng chăn nuôi. Thế từ ngày em có cây cái máy này em làm ra, nói chung là cây ngô, tất tật những cây bèo, cây biếc ở bãi sông này là coi như là sạch cái nguồn lạnh này nó lắm lắm, tận dụng được hết từ bèo, từ năn cỏ các loại để chế biến thức ăn cho lợn, bà con rất là phấn khởi. Trước đây những cái cây này chị bổ cho ăn làm sao được, nó cứng không chặt được, đấy. Cho nên là chỉ cho ăn rau khoai, rau muống thôi. Còn bây giờ nó có cái này thì mình đưa luôn cái này vào, mình nghiền bét ra, mình cho thêm cám vào tạo nó lên men ấy, mình ủ cám ngô, cám gạo này mình ủ thì mình cho ăn được. Giải quyết vấn đề băm chặt mất rất nhiều thời gian và công sức từ bao đời nay cho người chăn nuôi tại vùng quê này chính là anh Đinh Văn Giang, người được bà con nông dân ở đây trìu mến gọi là nhà khoa học sông Khoai. Sông Khoai vốn là xã thuần nông, bà con nơi đây từ lâu đời vẫn chăm chỉ làm ăn, trong đó tập trung nhiều vào chăn nuôi. Nhiều hộ gia đình làm kinh tế theo mô hình VAC, hàng hecta ao đầm, nuôi hàng trăm con lợn, hàng nghìn gà, ngan, vịt. Chính vì vậy, phục vụ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản là điều rất vất vả. Điều này đã thôi thúc anh Giang nghĩ đến việc phải làm ra một chiếc máy có thể giúp bà con chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản mà không mất nhiều công sức. Với quyết tâm đó, anh Giang đã bỏ ra rất nhiều thời gian đi tìm hiểu, nghiên cứu các nguồn nguyên liệu. Đặc biệt, vùng sông Khoai quê anh có rất nhiều loại cây có khả năng sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Nhưng phải bỏ không rất phí vì bà con không thể băm chặt hay thái bằng tay sẽ quá vất vả. Lấy ý tưởng từ chiếc máy xay sinh tố, sau bao trăn trở, tư duy, những bản vẽ phác thảo, bản vẽ chi tiết, rồi chiếc máy đầu tiên cũng hoàn thành. Sau đó, vừa đưa vào vận hành, vừa sửa để rút kinh nghiệm, để cho ra đời những chiếc máy hoàn thiện. Với hiệu quả xuất sắc từ thực tế, đơn đặt hàng đến với anh ngày càng nhiều. Anh cùng với 6 thợ lành nghề phải làm hết công suất nhưng vẫn không kịp. Thợ thì đến chiều tối là về, còn anh làm cả tối cho đến khuya, để có thể giao máy nhanh cho bà con đang trông đợi từng ngày. Anh nghe cho đến bây giờ thì mình đã bán được bao nhiêu chiếc máy này rồi?
tôi đã xuất bán được gần 300 cái cho tất cả các trang trại, gia trại và các hộ nông dân nhỏ lẻ. Cái khách hàng xa nhất của anh là ở đâu ạ? Cái khách hàng xa nhất của tôi là trong miền Nam. Cái quy mô chăn nuôi to nhất là đã từng lấy máy của anh là bao nhiêu con? Quy mô to tổng nhất. Đàn. Quy mô to nhất của tôi là cái tổng đàn chăn nuôi là 2.000 con là về lợn. Còn gia súc gia cầm là cũng nhiều, mới lại hai nữa là cái diện tích ao hồ mặt nước để nuôi chăn nuôi nuôi trồng thủy sản cũng phải mấy chục hecta. Cần bao nhiêu ngày để hoàn thiện xong một cái máy như thế này? Nếu mà như bây giờ một chiếc máy chế biến chăn nuôi đa năng này động cơ 2,2 kW này thì chỉ mất 6 nhân công. Để gia công mới hoàn thiện được chiếc máy này. Tức là khoảng 6 ngày. 6 ngày. Một ngày mới bắt đầu tại nhà anh Giang cũng rất ồn ào, tấp nập, bởi ngay cổng nhà cũng là chỗ họp chợ của bà con trong vùng. Và cái xưởng sản xuất nhỏ trước sân nhà anh cũng bắt đầu hoạt động từ 7 giờ với đủ loại âm thanh ồn ào. Đều đặn hàng ngày, xưởng sản xuất nhỏ của anh luôn có khách hàng đến xem máy, mua máy. Đây là khách hàng bên Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hôm nay sang lấy máy về để phục vụ cho đàn lợn hơn 30 con và hơn 100 con ngan, vịt. Còn đây là bác Nguyễn Văn Sắc, người cùng xóm, nhà chăn nuôi rất vất vả, nhưng điều kiện gia đình khó khăn nên mãi vẫn chưa mua được máy. Hàng ngày, bác đều ghé vào xem máy. Anh Giang cũng định bụng là trả xong đợt hàng này sẽ làm cho bác một chiếc với giá đặc biệt ưu đãi vì bác đã bị mất hai ngón tay chỉ vì sử dụng chiếc máy thái thô sơ tại nhà. Không riêng gì bác, rất nhiều người trong vùng cũng đã gặp tai nạn mất ngón tay vì những chiếc máy không đảm bảo an toàn như vậy. Riêng cái máy này thì nó lại tuyệt đối an toàn, bởi vì mình đưa sản phẩm trước đây là nó tự cuốn từ đại xuống, tức là không được, tức là đến tầm này thì không tay nên để tầm này không được, nó cuốn được hướng cổ tay vào đây luôn, không bao giờ thế nào. Đó, cái máy này rất an toàn cho người lao động. Vùng sông Khoai trước đây, thuyền bè rất khó đi lại vì những cây le, năn, lác rồi lục bình mọc kín dày đặc. Nhưng từ ngày có máy của anh Giang thì chúng đã biến thành những nguồn thực phẩm chăn nuôi đầy hữu ích. Ngay như loại cây dai nhất là cây le, lác cũng chỉ cần 3 phút là có thể xay nhuyễn, sau đó đem ủ với men 2 ngày là cho gia súc, gia cầm ăn được. Chính vì vậy mà sau khi chiếc máy ra đời một thời gian, sông hồ kênh rạch đã thoáng hẳn, dòng chảy được khơi thông, thuyền bè qua lại dễ dàng. Chiếc máy xay trộn thức ăn đa năng của ông Đinh Văn Giang là thôn 11 xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên thì hiện nay đã được phổ biến tương đối rộng rãi trong bà con nông dân. Thì chiếc máy này thì ông Giang đã sáng chế từ năm 2000 và đến khoảng tầm chục năm trở lại đây thì bắt đầu được nhân rộng dần. Và một số bà con nông dân người ta dùng là rất là hiệu quả vì là đã tận dụng được các cái thức ăn xanh mà đang sẵn có ở địa phương, đặc biệt là những cái thứ năn lác bèo bỗng mà nó làm ách tắc các cái dòng sông, làm ô nhiễm môi trường thì lại tận dụng được và trở thành một cái thức ăn để cho gia súc gia cầm. Thứ hai nữa là trong thời gian sử dụng như thế thì nhiều người thấy hiệu quả, người nọ bảo người kia và đến đặt hàng thì ông Giang đã làm cho người ta và có cái máy đến bây giờ vẫn còn sử dụng khoảng chục năm nay rồi. Và trên cái nền tảng như thế thì phòng ban chuyên môn chúng tôi ở cấp thị xã cũng động viên ông Giang đã làm hồ sơ để dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Ninh và ông Giang cũng đã đạt giải. Và trên cái nền tảng như thế thì cái sáng chế của ông Giang đã được nhân rộng và đến bây giờ thì đã hàng trăm cái máy của ông Giang đã được triển khai ở trên địa bàn trong thị xã cũng như là ngoài trong tỉnh và tỉnh ngoài. Và hiện nay là chiếc máy này đang hoạt động rất là hiệu quả và đặc biệt là nó cũng phù hợp với lại cái túi tiền của các cái trang trại gia trại của bà con nông dân, cho nên là cái hiệu quả của nó lại càng ngày càng tốt hơn. Với chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng hiệu quả như vậy, anh Đinh Văn Giang đã nhận được giải khuyến khích VivoTech 2011, giải 3 cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật nhà nông lần thứ 4 2012. Không hề học qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào,
cũng không có nhiều điều kiện tiếp xúc với sách vở khoa học. Chỉ bằng niềm đam mê và sự sáng tạo của mình, chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng của anh đã trở thành một công cụ lao động không thể thiếu ở nhiều vùng quê và được coi là máy sinh tố cho vật nuôi. Cứ hai ngày một lần, anh Dương Văn Quang ở xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lại làm công việc này. Anh đang chuẩn bị bữa ăn cho 12 con lợn và hơn 500 con vịt của nhà mình. Chưa đầy 15 phút đồng hồ, toàn bộ khối lượng công việc đã được anh Quang thực hiện xong. Trước kia thì mình cho ăn thì đa số là phải băm rau và nấu cám thì cũng phải mất vài tiếng đồng hồ thì mới được bữa cho lợn và cho những 500 con vịt này ăn. Mà dở của nó thì phải, nếu mà nhanh thì phải hai người, mà không nữa thì một mình thì dở phải hết một ngày. Nếu tính bình quân, mỗi ngày anh Quang chỉ cần bỏ ra một tiếng đồng hồ là có thể chuẩn bị được hơn 200kg thức ăn hỗn hợp cho đàn vật nuôi của gia đình. Một hiệu suất mà hơn một năm trước, anh Quang chưa khi nào đạt được. Không chỉ giảm bớt được thời gian chăm sóc đàn lợn và vịt, việc tạo thức ăn theo cách này cũng giúp anh tiết kiệm được chừng 80% chi phí nhiên liệu của gia đình. Tính chi phí than thì một ngày là mất 16.000 tiền than trong một ngày. Đấy. Còn tiền điện này chỉ trong một ngày thì mất khoảng 3.000 thôi. Đấy. Thì nó giá của nó nhất là rẻ hơn là tiền than nhiều. Không phải tiếp xúc với lượng khí thải từ lò than, hạn chế công việc băm thái thức ăn, đó là những yếu tố giúp sức khỏe của anh Quang và gia đình được bảo đảm. Giờ đây mỗi ngày, anh Quang lại có thêm vài tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian của mình. Thời gian nếu rảnh rỗi thì mình đi làm ruộng, đấy, hoặc là đi xây cái gì đó, ai người ta bảo cái gì thì mình đi làm, thập cẩm, nói chung là kiếm đồng ra đồng vào. Đấy là cái thời gian mình rảnh rỗi để mình đi lao động ở ngoài. Theo tính toán thì kể từ khi cho đàn vật nuôi ăn theo cách này, mỗi ngày anh Quang lại kiếm thêm từ 100 đến 200 ngàn từ công việc phụ hồ ở xã bên. Tiết kiệm chi phí chăn nuôi cho gia đình, lại có thêm thu nhập và hơn hết, chất lượng của đàn vật nuôi được tăng cường. Đó là những thứ khiến anh Quang hết sức tin tưởng vào cách làm này. Đáng lẽ ra là con lợn trước kia mình nuôi 4 tháng, đấy, nhưng bây giờ nó chỉ là rơi vào cỡ 3 tháng rưỡi, chứ đến 3 tháng là mình được xuất. Đấy, nó hiệu quả hơn, tại vì mình ủ được men và lại ủ được các mọi cái để hỗn hợp vào cho nó ăn. Theo tính toán của anh Quang, trước kia anh phải chi trả hơn 4 triệu đồng đầu vào cho một con lợn, vì toàn bộ thức ăn của chúng anh đều phải mua từ cửa hàng. Nhưng kể từ khi sử dụng máy nghiền thức ăn, anh đã có thể bổ sung thêm khẩu phần ăn cho đàn lợn, khiến chi phí đầu vào giảm xuống chỉ còn hơn 3 triệu đồng một con. Cỏ voi, bèo tây, thân cây ngô hay bất cứ loại cây cỏ nào mọc ở địa phương đều được anh sử dụng làm thức ăn cho lợn, vịt. Điều làm anh tâm đắc nhất trong vòng hơn một năm nay chính là chất thải trong chăn nuôi của gia đình anh không còn nặng mùi như trước nữa. Nói chung là nó hơi thì mình cũng không chịu được, mà hàng xóm người ta cũng chịu được. Nhưng bây giờ đấy, cả người ta đi qua người ta cũng không thấy kêu, thế là ca là có mùi có vần gì cả. Đấy, cho nên là mình thích là ủ cái men này để cho nó ăn, để cho nó không có mùi, không tác động đến hàng xóm.